tử vi chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cùng Bạch Dương xem bói tử vi chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói thấy chủ nhật này, Bạch Dương có phần nào đó khó khăn hơn trong việc đối mặt với khuyết điểm của bản thân. Cuộc sống là vậy, luôn có rất nhiều vấn đề cần chúng ta xử lý. Bạn cũng cần thay đổi kỳ vọng đối với những dự định, dự án tương lai. Đây là thời điểm tuyệt vời để gặp một ai đó mới nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm một mối quan hệ mới. Sức khỏe của bạn ổn định, nhưng thời tiết giao mùa rất dễ bị ốm, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Bạn nên quan tâm tới sức khỏe của người thân trong gia đình mình hơn. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 07 và 89. 2. Cung Kim Nhiêu Tử Vi năm tháng 5 năm 2024 dự báo rằng Kim Nhiêu có cảm giác thoải mái trong các mối quan hệ. Bạn cảm thấy tự nhiên khi được là chính mình. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn dấn thân vào những lựa chọn rủi ro. Hãy chọn các giải pháp an toàn nếu bạn đang bị đẩy vào thế khó. Ngày này Nhiêu Nhi có thể thất vọng vì chuyện tình cảm của mình khi cả thế giới ngoài kia vẫn đang hạnh phúc tay trong tay với một nửa của mình thì giữa bạn và người ấy lại tồn tại một nốt trầm lặng rất lâu. Tài chính bấp bênh, bạn có khá nhiều khoản thu nhập nhưng lại không biết cách chi tiêu như thế nào cho hợp lý và thường vung tay quá chán. Con số may mắn của Kim ngưu ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 23 và 68. 3. Cung song tử song tử cởi mở hơn, không quá xem trọng việc đúng sai nữa vì đối với bạn quan trọng là được cảm thấy tự do trong thế giới của mình, không thích đi phán xét bất cứ ai. Suy nghĩ thiền cận khiến bạn không có tương lai. Hãy học cách tư duy chiến lược và suy xét mọi thứ dưới góc nhìn logic hơn. Đây là thời điểm tốt để đương đầu với rủi ro để mưu cầu nhiều tiền hơn trong công việc của bạn, hoặc để bán được hàng hóa. Bạn muốn thay đổi tình hình sức khỏe. Đó là lý do bạn sẽ có nhiều cảm hứng để thực hiện các chế độ ăn detox hoặc tham gia vào những lớp học pilates, yoga. Con số may mắn của song tử ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 12 và 32. 4 Cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo cho thấy cự giải trở nên nhanh nhẹn hơn, quyết định mọi thứ cũng khôn ngoan hơn. Không những thế, bạn còn có thời gian để hỗ trợ cả những người xung quanh. Khi có mục tiêu trở thành một ai đó, bạn có kế hoạch rõ ràng hơn, làm mọi thứ cũng trở nên hiệu quả hơn. Ngày này các bạn độc thân cần thận trọng trước khi bày tỏ tình cảm của mình với một người nào đó. Bạn nên suy nghĩ thật chín chắn, đừng để sự hấp tấp của bản thân đẩy cả hai vào tình huống khó xử. Bạn cũng cần khởi động lại những thói quen có lợi cho sức khỏe. Nếu sợ tốn tiền thì có thể đi bộ gần nhà, chạy, đạp xe cũng là giải pháp phù hợp. Con số may mắn của cự giải ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 23 và 59. Nam, cung sư tử trong ngày chủ nhật này, sư tử có được bản lĩnh hơn người khác. Lúc này bạn bình ổn và không dễ gì bị ngoại cảnh tác động như trước đây. Khi chịu khó lắng nghe, bạn dễ tiếp nhận ý kiến của mọi người, nhờ thế mà bạn nhanh chóng sửa chữa được những thiếu sót của bản thân. Thời gian phù hợp để kết nối, nếu bạn đang sẵn sàng yêu, hãy ra ngoài và hòa nhập với mọi người. Chuyện tiền bạc không phải mối lo của bạn hôm nay vì bạn biết cách kiếm tiền thông minh. Con số may mắn của sư tử ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 11 và 78. 6. Cung Sử nữ tử vi phương Tây cho thấy trong ngày chủ nhật này, Sử nữ thể hiện sự cạnh tranh cao không chỉ trong công việc và cả về tài chính bạn sẽ không để bất kỳ ai vượt mặt mình tham vọng của bạn rất lớn và bạn sẽ có nhiều việc phải làm đấy hôm nay dù bận bịu đến mấy thì cũng nên dành thời gian để quan tâm tới những người mà mình yêu thương nhé nhất là nửa kia chỉ cần sự quan tâm của bạn cũng lớn hơn bất cứ món quà hay lời nói hoa mỹ nào nếu có thời gian rảnh thì bạn nên lên kế hoạch rèn luyện thể dục thể thao đều đặn, thường xuyên. Cơ thể được vận động sẽ khỏe khoắn, dẻo dai và có sức đề kháng tốt hơn. Con số may mắn của xử nữ ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 23 và 51. 7. Cung Thiên Bình thiên bình biết cách im lặng đúng lúc để cho mọi việc tự diễn ra theo cách của nó, bạn không cần cố gắng phân bua thắng thua với bất cứ ai cả. Lúc này bạn đã sẵn sàng để suy nghĩ tích cực, đây là thời điểm để làm điều gì đó thật đặc biệt. Nếu bạn đã gắn kết với một mối quan hệ nào đó từ trước, thì mối quan hệ của bạn có thể chuyển lên một tầm mới, cao hơn và hòa hợp nhau hơn nếu bạn đang chờ đợi kết quả kiểm tra một số bệnh, chúng sẽ gần như là kết quả rất tốt. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 23 và 67. Tám, cùng bọ cạp bọ cạp không vội vàng hứa hẹn gì vì có nhiều thứ đang vượt xa khả năng của bạn đấy nhé những thay đổi nào bạn muốn làm hoặc muốn thấy trong cuộc đời mình hãy viết ra một danh sách sau đó từng bước thực hiện chúng đi nhé đang có một dấu hiệu cực kỳ tích cực bạn sẽ thoát khỏi khó khăn và có những người làm kinh tế tốt hơn bạn tưởng dù đối mặt trong hoàn cảnh nào hôm nay bạn sẽ có bình tĩnh và nghị lực hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình con số may mắn của bọ cạp ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 56 và 88. Chín, cung nhân mã nhân mã cho thấy sự lạc quan, vui vẻ của bạn trong ngày hôm nay. Dường như bạn chẳng có chút vướng bận nào trong lòng cả. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp khi bạn tìm được niềm vui trong những việc mình làm. Bạn cũng cảm thấy bản thân có ý nghĩa. May mắn chuyện tình cảm của bạn khá suôn sẻ khi nó ngày càng trở nên mặn nồng và bền chặt. Bạn và người ấy dành nhiều thời gian cho nhau để cùng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Bạn nên mở rộng quan hệ xã hội và không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào dù rất nhỏ bởi chúng có thể là tiền bạc trong tương lai của bạn đấy. Con số may mắn của nhân mã ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 67 và 89. 10, cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma Kết dễ tin người, lại hào phóng và không sợ bị lừa dối. Sự cởi mở của bạn cũng nên có giới hạn, kẻo bị lợi dụng nhé nếu bạn không hài lòng ở vị trí hiện tại đây là lúc bạn có thể mong đợi những cơ hội mới ập vào cuộc đời mình nếu bạn mở lòng để đón chúng vận trình tình cảm không có nhiều biến động bạn và người ấy vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm và cử chỉ quan tâm đặc biệt bạn có những kế hoạch đầu tư thông minh nên đừng quên theo sát thực tế để thu được lợi nhuận lớn nhất có thể cho bản thân con số may mắn của ma kết ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 23 và 56. 11. Cùng Bảo Bình tử vi 12 tròm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình đang cố tình ngó lơ thực tế, không thích sự va chạm khiến bạn có xu hướng thu hẹp góc nhìn sợ sự thay đổi công việc của bạn đang tiến triển vô cùng thuận lợi cũng bởi bạn biết tận dụng nguồn năng lượng dồi dào của mình quan tâm đúng và đủ về cơ thể giúp mọi thứ trở nên tốt hơn đây sẽ là một thời điểm tuyệt vời về sức khỏe tài lộc đang tới rồi bạn sẽ có mọi thứ bạn muốn khả năng là có nhiều hơn hãy tận hưởng chúng

cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư có niềm tin hơi thái quá về vấn đề gì đó và cố giải thích chúng theo góc nhìn của mình rồi bắt mọi người tin theo đừng quá bám chấp vào một điều gì đó luôn cởi mở với mọi thứ hãy sẵn sàng cho những cơ hội mới tới với mình một mối quan hệ mới có thể xảy đến bất cứ lúc nào khi bạn mở lòng hãy thể hiện sự tự tin của mình ở đám đông bạn chớ tiêu xài phung phí quá vào những món đồ không cần thiết nhé. Hãy cân bằng cả thu và chi để đảm bảo cho tài khoản ổn định. Con số may mắn của Song Ngư ngày 5 tháng 5 năm 2024 là 10 và 78.